Em Lâm lại chào các bác nhá. Em Lâm lại quay điều hòa ế đây. Đấy, còn một chiếc Hitachi đầu 56 loạt loại đến giờ mới về được cái nhà. Thì quay bán nốt cho các bác. Hôm vừa rồi lắng thì rất nhiều các bác hỏi máy điều hòa Hitachi mà hôm đấy thì cũng không còn. Nay thì nó sót một con nó về từ hôm kia. Hôm nay mới có thời gian để quay lốt cho các bác. Đấy, con này là bản cao cấp nhất của bản Hitachi. Đấy, đời 2021 và sang đến đời 2022 và chớm đầu 2023 thì các bác sẽ không còn được xem cái công nghệ này nữa đâu, bởi vì nó bỏ rồi. Đấy, Hicam thì nó nổi tiếng về cái công nghệ cảm biến thân nhiệt và các cái góc quét nhiệt cũng như là cân bằng ẩm, thì con Hi này thì nó rất là cao cấp luôn. Đấy, hai cái mắt cam sáng này, một cam quét vật thể di động này, một cam quét góc nhiệt này. Đấy, thì bộ ba lá đảo và có cân bằng ẩm ở trong máng nước để bù lại một lượng phần ẩm còn lại. Làm thì Hi rất là dịu và đặc biệt là rất là êm. Thì các bác nào chạy điều hòa Hi thì biết rồi, không cần phải quảng cáo nhiều, bởi vì là cái lốc của nó chạy đã không nghe thấy tiếng rồi, chứ đừng nói là cục lóng luôn. Đấy, cái lốc này êm du luôn. Đấy, mà lạnh thì cực kỳ êm. Đấy, nước thì chảy như thao cống luôn. Đấy, nước chảy như thao cống luôn. Đấy, cống đồng này. Đây, mực đỏ còn nguyên. Đấy, mực đỏ có háng này, cái vẹt mực này vẫn còn nguyên này. Đấy, ống đồng này vàng chọe luôn. Đấy, còn cái vết mà nó đen này nhá, đây là vết mà nó chạy máy điện qua, nó hàn ống thì nó có màu đen. Còn đây là vẫn vàng chọe nhá. Đấy, không có bao của máy chạy rồi. Đấy, hàng cửa tiệm thì bao giờ nó cũng vậy, nó có tem thuế này và tem kiểm định này. Đấy, loại hàng này là loại hàng giá trị cao, gần như là hàng đắt nhất chỉ sau điều hòa mới thôi. Còn này đó là điều hòa cũ thì hàng đấu cũng không thể đắt bằng hàng cửa tiệm được, vì cái hàng cửa tiệm này nó được kiểm định cũng như là chạy chất lượng từ bên Nhật rồi. Cục lóng thì rất là đẹp. Đấy, bởi vì vận chuyển con Hi thì cục lóng rất là to thì các bác biết rồi. Đấy, con Hi thì ngoài ống đồng ra thì nó không có điều kiện gì hơn. Đấy, thường thì các máy thì ống đồng nó chỉ đến đây thôi, đến cái đoạn này thôi, lưng lửng như này thôi. Nhưng con Hi thì ống đồng đến tận đây và cục lóng nó sẽ to hơn các con khác, lặng hơn, đấy là điều đương nhiên rồi. Đấy, em lóng đây, em để cốt luôn thì quay cho các bác luôn. Đấy, má đây, RCX56L2, L ký hiệu cho má 5, số 2 ký hiệu cho là điện 200, con này chạy ga 32, ăn 1,6 cân ga, bơm vào cục lóng nặng 41 cân, ga 32 bơm vào 1,6 cân ga. Đấy, con này thì đây, tem cửa tiệm này, tem thuế này, tem kiểm định này, dòng ăn 850W thì đã hạ tua rồi, vì là em đang bật chế độ AI thì tự động nó sẽ giảm dòng. Đấy, tem đây, tem nóng đây, tem lạnh đây. Thì cái tem lạnh con Hi này thì nó không thể đóng lại được, bởi vì cái tem này nó dập chết luôn vào cái thân máy, cho nên là cái này thì không ai làm giả được. Đấy, thì có đợi chút nha, để em lấy nét nhá. Đấy, con này có má là RASX56L2, đắt 2021. Đấy, giải tiết kiệm điện của nó kìa. Đấy, giải cục lạnh nó nặng 10 mấy cân. Nó hơi nè một chút, cục lạnh nặng 16,5 kg. Đấy, giải tiết kiệm điện là 6.7. Đấy, chạy thì bao chất bao gấu luôn. Nếu mà nói về để về Hi, về nói công nghệ của nó thì gần như là các hãng thì phải xách dép chạy theo nó. Giá thành của nó lúc sản xuất mới thì nó cũng đắt hơn những con khác luôn. Đấy, các bác có thể check trên mạng luôn. Đấy, ra cái giá mới của nó luôn. Đấy, công nghệ thì ngập tràn rồi. Hai mắt cam. Đấy, một mắt cam ở dưới nữa là mắt hồng ngoại ở dưới nữa. Auto lia dọn dàn, plasma diệt khuẩn, nói chung thì là full công nghệ rồi. Đấy, máy trắng mới, nó gần như là 99,9%. Đấy, chỉ mất mỗi cái hộp thôi. Đấy, máy zin 100%. Đấy, không phải cái loại mà máy đánh bóng lại như mấy bố Hà Nội, bố giáp giáp dây bóng thì có bố phủ bóng đánh bóng lại đâu nhá, mà nó trắng trẻo đẹp trai nguyên bản luôn nhá, như bông bưởi luôn. Đấy, chiếc này đầu 56 thì chạy ra vòng tầm 20 đến 25 mét vuông, nếu mà trần cao khoảng tầm 3 mét dưới thì chạy khoảng tầm 20 mét vuông là đẹp. Đấy, các bác ở Việt Nam thì các bác lên lắp dư tải ra một chút, đừng lắp đủ tải, bởi vì là Việt Nam mình lắng nóng nó không như bên Nhật được. Thời điểm mùa hè toàn trên 30 mấy độ thôi, cho nên mà thời tiết nó gió nào nó rất là hanh khô, cho nên là các bác lên lắp đuối tải một, lắp dư tải một chút. Đấy, trước này thì bây giờ thì các bác cứ gọi là mua được rồi, bởi vì giá bây giờ nó cũng giật mình thôi. Đấy, nó chỉ có hơn chục triệu bạc thôi là các bác bốc ngay con máy này về. Đấy, quá rẻ luôn. Đấy,
Tầm này thì giá nào chả bán các bạn. Có hơn chục triệu đâu. Bác nào lấy thì cứ alo cho em hai số điện thoại này nhá. Đấy, 0975 360 433, dưới là 0377996066. Em chào các bác nhá. Bút không buồn luôn. Bán nhiệt độ phát qua phát rửa sướng. Bút luôn. Đây. Nhiệt độ bán bút ngờ luôn, đang xuống liên tục luôn. Em nói quá, các bác chạy con hi này các bác sờ tay mà lạnh rát là rạt luôn. Đấy, lạnh lắm. À, cùng nóng này. 36 độ. Nó chạy êm không? Có thấy nó chạy êm không? Bởi vì con hi, đặc trưng của con hi này là nó không bao giờ nó bị gằn. Đấy. À, lấy đi alo em nhá. Em chào các bác.